Thơ Nguyễn khóc rưng mắt, viết tâm thư gửi mẹ hậu ồn ào. YouTuber Thơ Nguyễn vừa có bài đăng dài trên trang cá nhân, nức nở nói về mẹ sau hàng loạt ồn ào, tai tiếng mà cô đã trải qua. Bên cạnh đó, cô cho biết giải nghệ là để có thời gian báo hiếu cho mẹ. Netizen lập tức rếu tên Bảo Ngọc. Cái tên Thơ Nguyễn thời gian qua có thể nói là đề tài được dân mạng bàn tán xôn xao quan tâm bậc nhất trên cõi mạng. Tuyên bố giải nghệ sau hàng loạt ồn ào liên quan đến diễn viên nhí Bảo Ngọc. Giờ đây, Thơ Nguyễn đã tự do sống cuộc sống của bản thân, không vì công chúng và đặc biệt là giữ hình tượng trước các em nhỏ nữa. Thơ Nguyễn còn phát ngôn sốc khi tự nhận giờ là thơ hỗn. Chưa hết, cô còn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp, thay đổi ngoại hình sau nhiều năm không dám sửa. Trên trang cá nhân, Thơ Nguyễn liên tục có những bài đăng có thái độ thách thức, sẵn sàng combat với anti-fan bất chấp hình tượng. Mỗi bài đăng của Thơ Nguyễn đều thu về lượng người quan tâm lớn. Mới đây nhất, nữ YouTuber lại có bài viết dài khiến dân tình xúc động. Cô đặc biệt viết về mẹ của mình, Thơ Nguyễn trải lòng từ giờ sẽ báo hiếu cho mẹ, dành thời gian bên cạnh mẹ trong tuổi xế chiều này. Cô kể lại câu chuyện dẫn mẹ đi làm răng khi được bác sĩ tư vấn răng bảo hành 10 năm và 15 năm. Thơ Nguyễn xúc động trước câu nói của mẹ, 10 năm được rồi, má già rồi. Nữ YouTuber cho biết cô như lạnh người bởi nhận ra thời gian qua chưa báo hiếu gì được cho mẹ. Cô nói với mẹ lý do bản thân giải nghệ là con được chăm sóc má, chở má đi khám bệnh, nấu ăn cho má, thấy má mỗi ngày đó. Vậy nên má đừng sợ con phiền hay tốn kém, tiền con làm ra là để cho má mà. Con và các chị đều rất hạnh phúc, tự hào khi được chăm sóc má, không ai thấy phiền, đó là quyền. Và con may mắn hơn vì con có điều kiện nên con được quyền chăm sóc má nhiều hơn. Kể thêm về câu chuyện, Thơ Nguyễn viết, má tao im lặng, trên xe má tao nằm ngủ, tao vừa chạy xe, hai hàng nước mắt tao rơi. Lâu lâu tao kìm lại cơn nấc vì không muốn má tao thức. Tao nhớ lại câu nói của má, 10 năm được rồi, má cũng già rồi. Tại sao 10 năm hay 15 năm, sao lại ít thế? Má tao sẽ sống đời với tao mà, má tao mới 64 tuổi. Đối với tao, được đưa má tao đi khám bệnh, được chăm sóc má khiến tao tự hào. Đó là thành công lớn nhất trong đời tao. 20 năm đầu, tao lo học với một mục tiêu, sau này tao giàu sẽ làm má tao vẻ vang. 10 năm sau, tôi lao đầu kiếm tiền như con thiêu thân với một suy nghĩ. Tao đang khiến má tao vẻ vang. Và giờ về sau, tao chỉ mong rằng tao được chăm sóc cho má tao nhiều hơn. Được thấy má tao mỗi ngày, giai đoạn này có bao nhiêu lâu với tao vẫn là ít. Má đọc được mấy cái này thì nhớ là hồi còn bé, má bế con trên tay, đưa con đi khắp Buôn Ma Thuột, Sài Gòn chữa bệnh. Từ đây về sau, con rất hạnh phúc vì được chăm sóc cho má. Nên má đừng nghĩ phiền cho con, đó chính là hạnh phúc của con. Bài viết của Thơ Nguyễn ngay lập tức chạm đến trái tim của nhiều người, ai cũng phải xúc động trước tình cảm mà nữ YouTuber dành cho mẹ mình. Bên cạnh đó, netizen cũng liền nghĩ ngay đến người đã khẩu chiến với Thơ Nguyễn cách đây không lâu là sao nhí Bảo Ngọc. Tuy cũng là người nổi tiếng nhưng mức độ có hiếu của Bảo Ngọc lại bị cho là thua xa đàn chị Thơ Nguyễn. Thậm chí nhiều khán giả còn chỉ trích Bảo Ngọc là chỉ biết làm khổ mẹ, khi trước đó mẹ Bảo Ngọc còn phải xuống tóc, khóc liên tục nhiều ngày vì con vướng vào drama với Thơ Nguyễn.